để chỗ lấy bao. À đó, câu câu cá mú nè, quá trời không, con nào cũng lấy bự 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 bự. Hoàng diệu, hoàng diệu. Ok. Xong chưa? Rồi bây giờ mày dịch cái bao của mày ra chứ, dịch con cái của. Bây giờ chia cá, bắt đầu chia cá nè. Ok, bây giờ quay to cái lên. Anh bự bự không? Dịch mày ra. À hả, dịch bao mày ra. Đấy, đấy. Ok. À, bỏ vô 3 gram đi. Dính con đỏ thôi. Phải không? Rồi rồi. Đây, bên đây. Đây, đục mày. Quá ngon luôn. Tội ta hết đỏ mẹ rồi, hết đỏ rồi. Thì lấy con nào bự nhất thì được rồi. Không có đỏ hả? Ừ. Hả? Lô lô vậy á, không có bên. Ok. Rồi cho em coi nó luôn đi. Em đã có rồi. Em biết rồi, bây giờ thiệt cho con thứ tư. Luôn ổng chưa mà. Thì cho em trước cái đi. Rồi xong cho ổng sau. Tội quá mày, mày mất đã. Mới có 3, cho ổng cái đi là 4 rồi. Sao cho mấy người kia sau. Ổng chưa có 3 thì ổng đây mới có 2 à. Thôi vậy à. Ừ. Thứ tư. Trời. Từ đó ta lựa mấy con lớn mấy ông. Thứ tư. Sao cũng như cho điều ăn cho đủ. Thứ tư. Ok. Rồi bây giờ tới cái thằng em thứ tư rồi phải không? Rồi đúng rồi. Bây giờ thứ năm nè, thứ năm nè, rồi vô đây đi. Khoan khoan khoan, cái gì? Rồi, con đỏ. Thôi không lấy con đỏ, lấy con cá đi. Lấy con này ha. Ok. Rồi là con thứ sáu rồi đó phải không? Ừ. Ok. Rồi thứ bảy này. Đây, kêu luôn. Thứ bảy. Rồi, đây bắt trời. Quá không? Rồi. Rồi con thứ. Vô đây. Thịt người ta thấy mày hơi nhiều. Thứ 8. Thứ 8. Thứ 8. Ok, thứ 9. Mới đi câu về. Bây giờ chia cá.